À, chào. Xin mời. Chúc sức khỏe mọi người. Dạ, xin mời anh. Mời anh. Cản lý. Em đi nha. Sao? Còn cảm giác ghen tuông hả? Tôi đã nhận ra mình là một kẻ ngu ngốc khi tin vào tình yêu. Tôi đã từng thần tượng ông ấy. Thần tượng là do mình dựng lên. Dựng lên được thì hạ xuống được thôi. Uống nhiều rồi đó, coi chừng sai. Một lát nữa có cần quá giang tôi về không? Chị đừng có coi thường tôi. Tôi không có say đâu. Hai vợ chồng chị bộ có thù oán gì với ông ta sao? Sao cô lại hỏi vậy? Tôi và Võ Hiếu không có thù oán gì với lão Bàng hết. Từ lúc gặp Duy Kha, tôi biết giữa hai người đã có chuyện. Uống đi. Vậy là cô cũng biết Duy Kha sao? Tôi còn biết nhiều hơn vậy nữa. Tôi còn biết chị đã giết hại con trai ông ấy. Có vẻ cô biết nhiều đó chứ. Vậy mà tôi không biết là lão Bàng làm ăn với Duy Kha. Hai người đó là một cặp bài trùng. Họ rất là ăn ý với nhau. Chị cũng đã từng đến căn hầm bí mật đó, nơi Duy Kha quản lý. Mời. Hai người đều có muốn ăn gì không? Tôi lấy cho. Cảm ơn anh, tôi không ăn đâu. Tôi chỉ cần uống thôi. Xin lỗi mọi người, tôi lu bu quá cho nên không tiếp mọi người chu đáo được. Chiêu Dương à, em thay anh tiếp đãi mọi người chu đáo nha. Nếu như tôi không lầm thì anh là chồng cũ của Chiêu Dương đúng không? Tôi chỉ là quá khứ, còn anh mới là hiện tại. Anh nói không sai, hay lắm. Tôi cảm ơn anh vì đã bảo vệ cô tình nhân bé nhỏ của tôi. Anh, em và anh qua bên kia nói chuyện với Peter đi. Peter đang ngồi một mình đó. Em đi nha. Mình đi. Bây giờ thì tôi đã hiểu câu nói lúc nãy của cô. Đúng, chúng ta chỉ là những kẻ ngốc giống nhau. Những người mang vỏ bọc doanh nhân trong buổi tiệc này,
Tôi nghĩ có rất nhiều người liên quan tới đường dây mua bán ma túy. Qua thẩm tra lý lịch và công việc của người này, với những hành động mà ông ta đang thể hiện với số 2, tôi nghĩ đây là số 1. Đúng vậy. Tôi cũng đặt nghi vấn về người này rất nhiều. Ông ta có một nguồn tiền rất lớn, những dự án ông ta đầu tư vô lên đến hơn 1000 tỷ. Vào đi. Chào anh. Ngồi đi. Dạ. Sau khi lấy được những tài liệu cần thiết, tôi liền chạy một mạch xuống đây, không ngừng nghỉ. Đồng chí đã thu thập được những gì? Đúng là hắn ta. Tôi chắc chắn đây là số 1. Đây là những hình ảnh mà các trinh sát chụp được thời gian trước. Rõ ràng ông Di Kha có quan hệ mật thiết với Kazili. Bằng chứng rõ ràng nhất là nằm trong chiếc điện thoại của tên Chính. Có những cuộc ghi âm lén bàn về Chung Chi có nhắc tới ông Trầm. Nếu chúng ta đã xác định số 1 là ai, các đồng chí nên tập trung vào tên này. Số 2 đã có Võ Hiếu giám sát, phải tìm cho ra hang ổ sản xuất của bọn chúng và tóm gọn đường dây này nhanh nhất. Rõ. Và từ đây anh bên em mãi, cho dấu thời gian hờ hững phôi phai, cầm tay anh để đón anh nâng tư.